Cô giáo xuống chương trình. Em chào cô và các bạn. Hôm nay em xin thuyết trình về sản phẩm của em. Sản phẩm của em là một thể loại trang web. Trang web của em có tên là trang tổng hợp thông tin giá vàng trong nước. Đầu tiên là có số liệu thống kê. Nguồn số liệu này em lấy ở báo VN Express. Link thì em đặt ở sau đây. Và cái bảng này thì em có mua và bán ra. Có SGC Hà Nội, SGC Hồ Chí Minh, BNV Hà Nội, BNV Hồ Chí Minh và thế giới. Phần tiếp theo là biểu đồ giá vàng qua các năm. Một số liệu này em lấy ở báo giờ banh. Link em cũng để rồi. Trên đây là bảng giá. Trên đây là biểu đồ qua các năm. Bên dưới là có phần tin tức. Em lấy nguồn tin tức này từ báo Việt Nam BG. Ở đây là có phần này có hình ảnh, tiêu đề và nội dung. Về phần code thì em có đây là các code phần để làm lên web là code web của VN Express. Để phần này để lấy thông tin ở bảng số liệu thống kê. Ở đây có các dữ liệu được lấy và được in lên trên số liệu thống kê. Ở dưới là link của web về làm BG. Phần này là phần tin tức của sản phẩm. Tin tức sản phẩm. Cái này có hình ảnh, có lệnh, ba lệnh này này dùng để in lên hình ảnh và nội dung và tiêu đề. Dưới đây là phần ở bảng phần này là bảng giá vàng, biểu đồ giá vàng qua các năm. Đây là các số liệu em lấy từ trang báo giờ banh. Và phần dưới đây là lệnh này là lệnh quan trọng nhất và nó dùng để in tất cả thông tin vào trên trang web được cho sẵn. Trên đây là phần trình bày của em xin cô cho em xin cô và các bạn cho ý kiến ạ. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của Hiếu. Rồi, tiếp theo cô xin mời các bạn nhận xét về bài của Hiếu nào. Tú nào. Vâng, thưa cô, là con thấy là bài thuyết trình của bạn đầy đủ và bạn phát biểu là trôi chảy. Nhưng mà con chưa hiểu cái giá vàng thế giới là cái phần cộng thêm đằng sau là gì. À, Hiếu giải thích cho bạn. Cái phần này là trang web thì nó chỉ in tất cả ở chỗ phần này vào thì nó không thể nào loại được. Cái đấy là Trang nó web này thể, có tức là bạn ấy lấy ra và nó hiện con số đấy. Thực ra ấy, nó thể hiện cái con số cộng với đấy, cộng đấy nghĩa là nó thể hiện giá vàng có tăng hay là giảm hay không. Ví dụ tăng ở đây cộng 0.0 có nghĩa là nó không tăng. Ví dụ tăng 0.01 hay 0.0 hay 0.2 thì nó sẽ hiển thị ở đấy. Ví dụ như là giá dưới thì bạn thấy nó tăng 100.000 đi. Đấy, ví dụ như giá vàng hôm nay là tăng 100.000 so với phiên ngày hôm qua, kiểu như thế. Thì cái số liệu đấy nó thể hiện là nó tăng hay nó giảm. Nếu nó âm thì là nó giảm. Còn gì không Tú à? Bạn ấy lấy cái lọc cái số liệu đấy nó dính ở trong cái thẻ mà bạn ấy tách rồi. Tú nhận xét thêm gì nữa không? Dạ thôi. Rồi. Cô mời Minh Hồng à. Minh Hồng nhận xét tiếp bài của Hiếu cho cô nào. Con thấy bài bạn đầy đủ. Đầy đủ. Đầy đủ những cái gì cô đã hướng dẫn. Thứ nhất là
đầy đủ cả 3 phần, bạn đã view được hết lên trên cái trang Localhost rồi. Đúng không? Phước nào, Phước có nhận xét thêm gì bài cho Hiếu không? Con không ạ. Không à? Nay con thử chạy thì cái máy của con, cái màn hình của máy con nó cứ bị làm sao ấy. Thế bây giờ vẫn còn chưa chạy được à? Vẫn Nhưng chạy bạn được lỗi thế. nhưng mà cái lúc mở thì nó là bị lỗi màn hình với cô. Thì kiểu như là đang mở xong tự nhiên cái màn hình nó tịt, không dùng được, tịt luôn cô ạ. Tịt. Không, cái này thì làm gì ảnh hưởng đến đấy đâu nhỉ? Con biết nhưng Có phải mà đồ hoài đâu mà bảo nó tịt. con biết Đó, xem thế thì fix lại lỗi lạ nha, gì. Cô chắc mời là anh Minh à? đấy. Thưa cô là bạn ý không sửa gì nữa cái phần ở ngoài nào, à, phần template mà bạn ấy chỉ thay đấy là Đúng rồi. Tức là bạn ấy, vì bạn ấy hôm trước bạn ấy cũng bảo cô là bạn chọn cái phương án 1 cho an toàn, tức là bạn chỉ vẫn chỉ lường giá vàng và bạn không can thiệp vào cái web HTML. Bạn chỉ thay số liệu thôi. Tức là thay ba cái thay hai cái link. Link của lấy giá vàng và link của lấy tin tức, bạn chỉ thay hai cái link thôi, còn phần biểu đồ thì cô cho phép giữ nguyên nên bạn vẫn giữ nguyên. Đấy. À, rồi, thế thì chốt lại cái phần nhận xét của Hiếu thì cô có nhận xét như sau. Phần thuyết trình của bạn Hiếu thì như cô đã nói thì rút kinh nghiệm từ trường hợp của bạn Hoàng Minh thì cô thấy bạn Hiếu đã nói ngắn gọn hơn và tập trung vào phần trọng tâm của bài. Đấy, nói mạch lạc trôi chảy. Và bạn tập trung đúng vào cái phần mà mình cần phải thuyết trình thôi, bạn không nói lan man những cái khác, những cái chúng ta đã được học thì đương nhiên mình học thì nó học nhiều thứ. Còn khi báo cáo thì bạn tập trung vào ba vấn đề bạn đã làm được. Thứ nhất là bạn ấy đã sử dụng một cái trang web để lấy giá vàng. Và cái web đấy là cái web VnExpress đúng không? Rồi, bạn dùng VnExpress thay thế cho cái trang mà cô hướng dẫn các bạn là trang Vietnamnet. Cái vấn đề thứ hai là biểu đồ giá vàng bạn cũng đã sâu được lên rồi. Phần thứ ba là phần bản tin. Bản tin thì bạn ấy cũng đã thay sử dụng một cái web khác, cái web VnExpress của cô đó là phải web Việt Nam BZ. BZ. Đấy, thì cái web này bạn ấy dùng để lấy toàn bộ phần tin tức giá vàng. Và cái quan trọng là bạn thay link như thế và đã thành công. Mặc dù ví dụ trước đó như Hoàng Minh cũng thay ấy, nhưng mà nó lại lỗi tính mất một hai cái lỗi nhỏ, bây giờ phải fix tiếp thôi. Đấy thì với phần trình bày của Hiếu và với những cái gì mà chúng ta nhìn thấy bạn đã thể hiện được lên trên kết quả lên trên cái trang Localhost này thì với những cái yêu cầu mà phần báo cáo dự án sản phẩm này đã như cô đã đưa ra ở bữa buổi trước thì cô chúc mừng Hiếu là đã báo cáo thành công và đã đạt yêu cầu. Sản phẩm của bạn ý là đạt yêu cầu so với những cái mà học viện yêu cầu gọi là ở mức tối thiểu, là bạn đã biết áp dụng kiến thức và đã biết áp dụng nó vào trong những cái khi mà bạn thay đổi một cái link bất kỳ là bạn đã bóc tách được số liệu ra vàng để đẩy nó lên cái trang Localhost này, đồng thời là bóc tách được cái phần bản tin ở một cái web khác, bạn cũng đã đẩy lên được cái trang Localhost này bạn nhé. Rồi cô chúc mừng Hiếu và hy vọng các bạn còn lại chúng ta cũng làm được thành công như Hiếu.